Vâng, xin kính chào tất cả các bác, các chú, các anh chị yêu âm nhạc trên toàn quốc. Hôm nay là ngày 21 tháng 7 năm 2022. Cao Hiền xin được tiếp tục trở lại với các bác một video tiếp theo và cũng xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả các anh em một dòng micro hàng Đài Loan. Nó chính là dòng micro Prosol và nó được sản xuất theo toàn bộ tiêu chuẩn và công nghệ của Nhật Bản các bác nhá. Prosol tức là một thương hiệu của Nhật Bản và nó được sản xuất và là đặt hàng tại một cái hãng SHUO rất là nổi tiếng tại Đài Loan các bác nhá. Và Prosol từ trước đến nay thì tất cả các bác, các anh em đã luôn luôn tin dùng và mang lại một cái hiệu quả cực kỳ cao về cái chất lượng âm thanh cũng như là về cái hiệu quả khai thác được trên bộ micro này, bởi vì dòng này của nó thì cực kỳ ít thú rít các bác ạ. Và hiện nay Prosol là một dòng Pilot mà em đang bán là hai, một trong những dòng micro là cực kỳ hot ở trên thị trường. Và hiện nay thì nó sẽ mang lại cho tất cả các bác một cảm giác thật sự hài lòng khi chúng ta nhận được một bộ micro với cái chất lượng cũng như là cái giá thành cực kỳ hợp lý. Vâng, và em Hiền sẽ review cho các bác xem duy nhất là một cái phòng hát này, có một cái thương hiệu là Diamond. Có một cái thương hiệu Diamond nha. Và tất cả cái micro này thì em tháo phòng hát hết các bác nha. Có duy nhất chỉ có 3 này, 6, 9, 10 bộ. Và 3 bộ micro ở trên phòng VIP là nó sử dụng dòng micro BBS K100D. Tức là K100, K100S thì các bác biết rồi, nhưng K100D thì chắc chắn rằng một số bác bảo là cái dòng này chưa thấy ở trên thị trường Việt Nam bao giờ. Gần như là như vậy các bác nha, rất ít và rất hiếm. Tay chân của nó thì còn zin hết các bác nha. Đôi chút xước sát một chút bởi vì tay của nó là tay zin toàn 100%. Không cần phải dọn dẹp lại bất cứ một thứ gì cả. Đấy, và ruột gan của nó thì đây các bác nhìn đây. Ruột gan của nó đây. Và nó là đời BBS hiện tại bây giờ là nó đang đứng top là một trong những dòng micro cao nhất của BBS. Này, sử dụng sang một cái dòng côn nữa khác, tiếng rất là chi tiết, bay rõ ràng. Đấy, nhưng mà con này của nó thì có cả chế độ quét IR các bác nhá. SENC. Đây, và cam kết cho các bác là 100% hàng chính hãng, hàng xịn. Nếu như mà không phải hàng chính hãng, hàng xịn thì em xin phép đền tiền cho các bác một gấp đôi. Đây, và con này của nó là 100% xịn các bác nhá. BBS. Và em bây giờ sẽ review cho các bác xem qua về cái micro Prosol trước đã. Đối với dòng micro Prosol D100, con này của nó là mã D100 các bác nhá. Thì trước đây nó có rất nhiều mã. Thứ nhất là dòng Prosol có viền trắng ở đây. Dòng Prosol nó có cả cái nốt kiểm âm ở đây. Đấy, và dòng Prosol này thì nó là một trong những mã cao cấp của hãng Prosol. Đối với cái dòng D100 này thì nó là dòng hàng đắt tiền của Prosol các bác ạ. Bởi vì từ cái thân vỏ, từ cái mên mạch cho đến là từ cái thiết kế thì con này của nó là một trong những thể dạng thiết kế cân. Và nó sử dụng hai chiếc áp này của nó thì các bác có thể là sử dụng để vặn bằng tay được. Đấy, các bác có thể vặn bằng tay được và vặn bằng tu vít được. Nhưng con này của nó kể cả có vận chuyển đi đến bất cứ đâu thì cái tu vít, cái chiếc áp này của nó vẫn cứ an toàn các bác nhá. Bởi vì nó sử dụng một cái chiếc áp là nó chiếc áp ẩn. Đấy, nút bấm của nó cũng ẩn. Đấy, và hai mắt IR hai bên. Sử dụng một cái màn hình LCD chống chói toàn bộ phần. Các bác nhá. Nếu mà để mà nói nhiều bác bảo là ôi cái màn hình này sao là cảm giác nó hơi tối tối, đúng không? Bởi vì nếu như nó không sử dụng một cái kính đen này thì các bác cảm thấy nó cực kỳ là sáng. Nhưng mà nó sử dụng một cái kính đen tức là kính chống chói. Một số dòng nếu như mà chúng ta không có cái kính chống chói, ví dụ như con này của nó cũng có kính chống chói, cho nên là cái màn hình của nó rất là dịu các bác nhá. Không có kính chống chói thì khi chúng ta đưa cái máy quay vào thì lúc đó các bác nhìn thấy là nó bị lóa, thậm chí là cái chữ của nó là nó còn không nhận diện được cơ. Nhưng con này của nó đây các bác nhá, nó hiển thị cả 3 số, hiển thị cả 6 số và hiển thị cả vạch pin, hiển thị cả tần số RF, AF. Đấy, và lý do tại sao ở bên này của nó có một cái logo, nó là cái logo của dòng Prosol. Đấy, logo của dòng Prosol mà tại sao bây giờ cái logo này của nó lại không còn. Bởi vì cái sàn Diamond này thì nó là một cái thương hiệu là gần như là ở khắp trên thế giới người ta vẫn lấy cái tên này. Bởi vì ví dụ như ở thị trường Đài Loan hay là thị trường Trung Quốc thì Diamond nó là một cái tên bằng tiếng Anh, tức là biểu hiện tượng của sự cứng rắn. Đấy, biểu tượng của cái sự sang trọng đó, biểu tượng của cái sự xa hoa lịch lãm. Bởi vì Diamond nó là thể hiện là một viên kim cương đó, cho nên là tất cả những cái tên logo ở trên cái
bộ micro này thì người ta đều bóc nó đi, bởi vì nó có một cái logo nổi đây các bác nhá. Nó đều bóc đi và người ta dán một cái tên vào, gọi là Diamond V88, Diamond mình T51 và Diamond T38. Đấy, tất cả cái tên này của nó thì nó hơi bẩn xíu này, em tháo ra. Đấy, em vệ sinh đi, còn những cái này của nó thì bây giờ các bác vẫn có thể bóc ra được. Đấy. Bóc ra thì nó là một cái lớp ấy mà. Đấy, các bác nhìn đây. Đó, đúng không? Bóc ra cũng rất là dễ thôi. Đó, và về thì đương nhiên là chúng ta biết là nó là của hãng Brosow rồi, đúng không? Thì các bác có thể là bóc nó ra cho nó sạch sẽ, và hoặc là trước khi em gửi hàng đi thì em sẽ bóc hẳn cho các bác luôn. Đấy, và một cái mặt thiết kế rất là đẹp nhá. Và con này của nó thì hiện nay nó đang đứng top ở trong tất cả những dòng micro được gọi là hỗ trợ về cái vấn đề giọng hát tốt và sóng xa. Đặc biệt là con này của nó thì cái hệ thống hỗ trợ hú rít của nó vẫn đứng đầu bảng. Đấy, chống hú rít cực tốt. Và đối với cái tay chân của nó thì đây cho các bác xem đây. Đấy, tay chân của nó thì em đã cho anh em thợ dọn dẹp rồi. Và đặc biệt ở trên cái kính màn hình thì nó có hai cái mắt ở đây. Một cái mắt của nó là để nhận diện tay mic và đầu thu, và một cái mắt của nó thì để báo pin. Ví dụ như ở trên này của nó thì nó đã có báo pin rồi, nhưng mà trong quá trình sử dụng thì nó có một cái đèn ở đây. Đấy, khi mà nào mà pin nó yếu đấy, thì cái đèn này của nó thì là nó sẽ không sáng gì cả. Nhưng mà khi nào mà pin nó bắt đầu nó yếu rồi thì cái đèn này của nó là cái đèn đỏ, nó sẽ chớp lên. Đấy, và con này của nó thì là một trong dòng Brosow mà nó có cái thiết kế nó cực kỳ là đẹp và sang trọng, và tất cả chống lăn này, chống sốc này em hiền cho hết cho các bác nhá. Và đây cho các bác xem một cái tay hoàn thiện của nó đây. Đấy, cái này của nó là keo hơi bẩn em chưa lau. Đây các bác nhá, một số tay thì nó sử dụng cái loại chống lăn này, một số tay nó sử dụng cái loại chống sốc này, nhưng mà các bác yên tâm rằng là chúng ta cũng không nên quá quan tâm vào nó. Và hiện tại nay thì kể cả từ trên đầu cho đến những côn VK100AG. Đấy, con này của nó là côn VK100AG các bác nhá. Còn ở trong bên thì cho các bác xem đây. Lý do tại sao em bảo là con này của nó là con D100. Đấy, VK100AG tức là cái côn này của nó là cái côn thế hệ cải tiến rồi. Và đây cho các bác xem nhá, SH UO D100. Đấy, con này của nó là côn VK100. Tức là tất cả cái ruột gan, đấy, nội thất cho đến là tay chân của nó thì nó đều còn zin. Đây cho các bác xem nhá. Tất cả những cái dòng micro khác thì cái khung thân nhựa ở chỗ này của nó là bằng nhựa. Đấy, nhưng con này của nó là khung hợp kim cho đến tận đáy luôn. Đấy, cho đến tận đáy luôn. Và trong quá trình sử dụng thì đương nhiên cái lấy pin của nó thì người ta rút ra rút vào nó hơi khó một xíu. Thì người ta có thể là bẻ một cái ngoe pin này, nó không ảnh hưởng gì đâu các bác ơi. Đó, và bây giờ thì em sẽ đút pin vào cho các bác xem này. Đấy, thoải mái luôn. Đấy, và đưa vào thậm chí là rút ra còn khó. Và một số bác là khi mà chúng ta sử dụng đi làm show, làm sự kiện thì các bác có thể là đẩy cái cần này lên. Đấy, cần này của nó là hỗ trợ cho sóng xa các bác nhé, sóng xa, sóng gần. Đấy, và nếu như các bác mà sử dụng trong gia đình thì các bác có thể kéo xuống thì nó sẽ tiết kiệm pin hơn. Bởi vì ví dụ như một cái xe cũng vậy, chạy ở cái tốc độ cao thì bao giờ nó cũng tốn nhiên liệu hơn thì chúng ta chạy ở một cái tốc độ là đồng đều, chẳng hạn 50, 60 thì nó khác. Nhưng lên trên 100 cây số thì lúc đó nó sẽ tiêu tốn nhiên liệu hơn. Đấy, cho nên là một số bác bảo là đây chính là chế độ sóng xa sóng gần. Đây chính là chính là chế độ tiết kiệm pin, đúng rồi. Hai chế độ này nó đều đúng các bạn, chả có cái chế độ nào được gọi là sai cả. Bởi vì các bác chỉ hiểu nôm na rằng nó là chế độ sóng xa sóng gần, nó là chế độ tiết kiệm pin. Nhưng mà khi đã hoạt động ở chế độ sóng xa sóng gần thì đương nhiên cái nhiên liệu nó phải tiêu tốn hơn rồi, tiết kiệm pin hơn là đúng không? Đấy, và tất cả khung xương của nó đây các bác, đấy, tất cả là đều là hợp kim. Và ở trên này nó của nó có một cái tem thông số đây, nhưng mà trong quá trình sử dụng rút ra rút vào thì nó bị bẩn. Đấy, nó bay cái tem này thì người ta cũng đã bóc đi. Thì cái này của nó thì các bác cũng không nên quá quan tâm. Đấy, ruột gan của nó đây. Đấy, côn của nó thì 100% là côn zin các bác nhá. Cái côn này của nó rất giống với cái côn Beyer ở bên ngoài thị trường mà các bác đã nhìn thấy ở một số dòng mic Beyer đó, và một số dòng mic khác. Nhưng mà côn này của nó là côn VK100, là côn này vẫn là côn zin 100% các bác nhá. Thì đối với bộ micro này nó cho các bác với một cái cảm nhận là tiếng cực kỳ sâu, dày ấm như lại rất ít hú rít. Đấy, đặc biệt là các bác sử dụng âm ly này, đặc biệt là các bác có một cái kỹ năng chỉnh âm thanh nó kém này, và đặc biệt là các bác là những người mà hát kém nữa thì gặp bộ micro này vẫn là một bộ micro hết thuốc, đúng không? Các bác nhìn nha, tay chân em dọn dẹp đẹp lắm rồi, dọn tiếp các thứ thì không cần phải bàn. Đấy, và con này của nó là cam kết cho các bác là từ đầu thu cho đến tay mic là zin 100%. Đây cho các bác xem qua về cái mặt của nó đây cái nhá. Đây là cái này là nó có một cái logo ở đây đây các bác, nó có một cái logo ở đây đây. Người ta đã bóc ra để người ta dán cái thương hiệu của Diamond KTV vào đây rồi. Đấy,
rất là quen thuộc, ở Việt Nam cũng rất thấy nhiều diamond, mà ở bên nước ngoài cũng rất là nhiều cái thương hiệu diamond. Đấy, hai chiếc app ở hai bên đây, con này của nó thì đang bụi bặm, em tháo ra để lấy cái hình ảnh ruột gan cho các bác xem. Đấy, hai chiếc app hai bên. Và con này nó có tất cả những cái nút bấm của nó là đều là cái nút ẩn hết. Và đây là nút nguồn các bác nhá. Nguồn của nó là nguồn đè. Các bác có thể ấn 3 giây thì nó sẽ bật 3 giây thì nó sẽ tắt. Đó, chưa lau bụi bặm. Mà bây giờ thì em hiện cho các bác xem qua về cái nội thất của Micro SHUO 100 này. Nói về cái bên mạch thì con này hoàn toàn nó chỉ sử dụng một hộp sóng và nó chạy sóng trực tiếp. Đấy. Nếu như mà con này nó đóng hộp bừng lại thì nó, các bác nhìn đây, nó sẽ phải tao to gần một cái bàn tay. Thì toàn bộ khu vực này của nó là khu vực sóng mà. Đây chính là khu vực sóng mà con này được sản xuất và lắp ráp. Đời của nó thường thường là đời 2015 và 2016. Đó, và con này của nó chỉ có chế độ tự ngắt tiết kiệm điện. Và cơ sóng của nó thì cực kỳ là xa. Đấy. Lý do tại sao mà cái hệ thống phân âm của con này là rất là chi tiết và rất là hay, và cái tiếng mic của nó rất là chất, và đặc biệt là nó hỗ trợ rú rít rất là tốt. Thì trước đây đối với một số cái bản Pro Show đấy, thì thường thường em vẫn nhắc các bác rằng là nó sẽ có một cái bo để hỗ trợ với vấn đề hú rít, nó nằm ở đây đấy, cái chân của nó nằm đây đấy. Nhưng mà con này của nó thì nó là thế hệ đời cao và phiên bản cao cấp rồi, thì tất cả các linh kiện để hỗ trợ cho vấn đề hú rít thì nó đã tràn ra ngoài này và nó sắp xếp trực tiếp ở bên ngoài này. Đó. Và SHUO nó là một trong những cái đơn vị đấy, chuyên sản xuất tất cả các loại mên mạch đẳng cấp, gần như là đứng top đầu của Micro. Đấy, và dòng Micro Pro Show này nó là một cái thương hiệu của Nhật, đúng không? Nó là một cái thương hiệu của Nhật, nhưng mà Nhật thì thường thường người ta không sản xuất về Micro, mà người ta chỉ đặt hàng ở bên Đài Loan và người ta sẽ mang cái thương hiệu đó để người ta đặt cho một cái thương hiệu của Nhật. Còn Đài Loan thì cái công nghệ điện tử của nó khét mù rồi các bác ạ, không thể nào mà đỡ được. Kể cả từ những cái thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, Anh, Pháp, Đức thì cũng đặt ở Đài Loan và cũng đặt ở Trung Quốc thôi. Đấy, và sản xuất theo toàn bộ tiêu chuẩn của công nghệ, đúng không? SHUO D100 con này của nó có chế độ tự ngắt, có chế độ tiết kiệm pin. Và khung xương của nó thì các bác nhìn trông đã lắm các bác ơi. Nhìn đã lắm luôn đấy. Tất cả khung xương kim loại bao bọc toàn thân. Đấy, và khi lắp một cái tai mic hoàn hảo, và các bác nhìn đây. Đấy, rất đẹp, và một cái tai mic hoàn chỉnh của nó đây là cực kỳ đẳng cấp. Đấy, bộ Micro này thì bình thường em bán nó sẽ phải là có một cái giá rất là cao. Đấy. Con này của nó là không đóng hộp inox các bác nhá. Nhiều bác bảo là con này tại sao chạy một cái hộp sóng bé tí, nó chỉ là cái nhân hoạt động thôi. Cái nhân hoạt động đấy, còn nếu mà để mà nói mà đóng lại thì nó to như cái bàn tay các bác nhá. Đấy, các bác nhìn đi, con này của nó thì nó là thế hệ xử lý bằng chip thôi. Đấy, và con này nó sẽ hỗ trợ cho các bác về cái vấn đề hú rít, và đặc biệt tất cả anh em chúng ta sử dụng ở trong những cái phòng hát nhỏ, phòng hát karaoke, hoặc là các bác là những người mà không biết chỉnh thì cái lắp con này vào của nó thì cái tỷ lệ hú rít còn rất là ít luôn. Và cho các bác xem ở khu vực đằng sau đây, đằng sau của nó đặc trưng là tem cảnh báo đây. Đấy, nguồn của nó 12V từ 500mA trở đến 1A, hai anten hai bên thôi, và ở giữa nó sẽ là cái hệ thống com các bác nhá. Ở giữa của nó là cái hệ thống com, và bên cạnh này của nó là tất cả mã cốt, mã vạch cũng như là tem niêm phong, tem kiểm tra của nó cực kỳ là đẳng cấp. Và cái hệ thống com này của nó thì thường thường đối với những dòng Micro hàng chất, hàng đẳng cấp thì nó sẽ có cái chức năng là hỗ trợ về cái chống hú, hỗ trợ về cái chống nát tiếng. Thì các bác cứ để cho em hiện từ 12 giờ trở đến 3 giờ. Hai rắc can đông hai bên, và con này thì hiện tại nó sẽ có một cái rắc 6 ly ở đây để cho các bác cắm sử dụng gia đình nhá. Đó, rất là đẹp, và bên dưới chân của nó là cao su. Rất là chắc chắn, rất là đẹp các bác ơi. Đấy, và tiếp theo thì em sẽ review cho các bác xem qua về cái đầu thu của BBS. Đối với bộ BBS K100D này thì gần như ở bên thị trường của chúng ta rất là hiếm gặp. Đấy, cực kỳ là ít. Mặt mũi của nó còn rất đẹp, tay chân còn rất là đẹp nha, mà tất cả con này của nó thì nó có chế độ này, cắt tần số này, và có 4 chế độ nhạc khác nhau. Đấy, và có thể là hiển thị được cả chế độ 3 số, 3, 6 số. Và đặc biệt thì con này của nó có chế độ quét IR các bác nhá. Chế độ quét IR. Ví dụ như các bác chỉ cần ấn vào SENC này. Đấy, các bác muốn quét ở bên nào thì các bác giữ nút volume này thì nó sẽ tự động nó nhận diện ở bên đó. Và tất cả con này của nó thì nói thật các bác là phím của nó là phím vô cực hết rồi. Phím control nó như một chiếc vang số luôn. Và tất cả những chế độ lựa chọn của nó chỉ duy nhất có 2 nút thôi. Đấy, và phím control toàn bộ. Con này đời 2019 và được đưa vào
sử dụng năm 2020. Đấy, và bên mạch của nó ở đây các bác, cho các bác xem và để trải nghiệm cũng như là thưởng thức qua cái nội thất cũng như là cái con micro này. Đời nó cao và nó đẳng cấp thì nó có cái gì nó đặc biệt hơn so với một số dòng micro khác. Đấy, các bác nhìn nhá. Rất là đẳng cấp, rất là đẹp. Đấy, và bên mạch của nó đây các bác. Đấy. URBX206. Đấy, rất đẹp, rất chi tiết và tất cả của nó là sử dụng tụ giấy và tụ vàng. Đấy, các bác nhìn cho nó kỹ đi. Cảm giác rất là sướng và con này sóng sánh của nó thì cũng đỉnh cao. Đây, cho các bác xem này. Đấy, thường thường này còn nó là đời 2019 là được đưa vào sản xuất và xuất xưởng và đưa vào sử dụng năm 2020. Và tất cả cái chân kết nối này của nó thì đều và được mạ bằng vàng để tránh tình trạng oxy hóa. Đó. Bên mạch rất là đẹp và mặt mũi của nó đây. Thì tất cả trong phòng này của nó thì chỉ được có 10 bộ ProShow và 3 bộ micro BBS này, nó thay vào 3 phòng VIP các bác nhá. Thay vào 3 phòng VIP thì trong quá trình chuyển về đến Việt Nam thì duy nhất có một cái tay nó bị đen màn hình này các bác này. Bị đen màn hình, tất cả thông số của nó thì vẫn còn hiển thị một ít. Đấy, mà bị đen màn hình cũng như là đèn đóm thì vẫn còn nguyên hết, ngon hết. Và con này của nó chạy hoạt động bình thường các bác nhá. Đó, em sẽ thanh lý cho anh em cái bộ đen một tay màn hình này với cái giá 1,5 triệu. Còn tất cả những cái bộ ngon lành cành đào, những cái bộ mà đòi cao ngất mà tay chân zin 100% thì em để cho anh em với giá 2,5 triệu. Đòi 2020 luôn. Đấy, cho nên là nó rất là đắt tiền các bác ạ. Vâng, và bây giờ thì em Hiền sẽ test tiếng cho các bác nghe nha. Các bác chúng ta lưu ý ai có tai nghe xịn thì đeo vào để cảm nhận cái bộ ProShow này. Đấy, một cái thương hiệu đến từ Nhật Bản và được sản xuất lắp ráp toàn bộ ở Đài Loan. Đấy. Alo 67778910. Tiếng rất sướng luôn các bác nha, mà rất dày, rất ấm, và đặc biệt cái hệ thống chống hú chống tít của dòng ProShow này thì nó vẫn đang đứng top đầu tiên luôn. Vẫn đứng top đầu trong tất cả các dòng micro. Đây các bác nhá. Đây này. Quá sướng luôn. Đấy, nếu mà để nói mà em cầm em cắm hẳn vào loa này các bác nhá. Nếu mà ai mà bảo là tiếng nó nhỏ đúng không? Đấy. Đấy, tiếng nó nhỏ đúng không? Thì các bác có thể là đeo tai nghe vào. Và con này của nó là có chế độ là tắt pin sau khoảng 15 phút, nếu như các bác quên thì nó sẽ tự động nó tắt pin cho các bác. Thứ hai là có chế độ tự ngắt. Đấy, thứ ba là có chế độ tiết kiệm pin và có chế độ sóng xa sóng gần. Và nếu mà nói về cái hệ thống hỗ trợ về cái hú rít của nó cực kỳ đẳng cao, đẳng cấp cao luôn. Alo 67789010. Alo 12234567. Alo. Đấy, tiếng rất sướng luôn các bác nhá. Đấy, và với bộ micro này thì duy nhất ngày hôm nay, đấy, em để cho anh em với mức giá là 1,750,000 đồng thôi. Bình thường em phải bán là 1,850,000 đồng để làm sao cân đối với cái giá thành của những bộ micro ProShow khác nhá. Mà thậm chí cái phiên bản này của nó thì nó thật sự là cực kỳ là chắc chắn, toàn thân hợp kim. Đấy, 1,750,000 đồng, đầy đủ phụ kiện bao ship, anh em nào nhanh tay thì chốt được bộ micro này, bởi vì số lượng nó không có nhiều. Và bây giờ thì em sẽ test tiếng cho cái bộ micro BBSK100D. Đây, màn hình của nó tay cũng là tay đỏ, tất cả tay chân zin hết các bác nhá. Đấy. Alo 67. Alo 6778. Đấy, đối với bộ micro BBS này thì tiếng nó rất là rõ. Đấy, rất rõ, rất chi tiết. Đấy, anh em ai hát tốt thì nên lấy bộ micro này. Đấy, ai mà hát kém hơn hoặc là các bác đi làm những chương trình show sự kiện thì có thể lấy bộ micro này. Alo 67789010. Đấy, tiếng rất sáng, rõ và chi tiết luôn. 1,2,3,4,5,6,7. Alo. Đấy, cũng rất là ít hú rít luôn các bác nhá. Đúng là phiên bản cao cấp của BBS con nó có khác. Đây, màn hình tay đỏ, đầu đỏ. Đây, và đặc biệt là đòi rất là cao, có chế độ mắt thần, đầy đủ tất cả các chức năng cực kỳ là hiện đại. Rồi, và em xin nhắc lại nha, đối với bộ bị nứt đen kính màn hình xíu, em để cho anh em với giá 1,5 triệu. Đấy, thanh lý luôn. Và đối với những bộ đẹp như thế này, đấy, hoàn hảo như thế này thì em để cho anh em với giá là 2,5 triệu. Còn tất cả những dòng bộ ProShow này thì em để cho anh em với giá 1,750,000 đồng. Đấy, bao ship tất tật, bảo hành cho các bác 3 tháng và hỗ trợ cho các bác chọn đời nha. Rồi, và lúc này thì em Hiền cũng xin phép dừng video tại đây. Rất mong tất cả các bác chúng ta hãy đăng ký kênh, like video và bật chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất. Xin chào.